một vòng Lạng Sơn, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng, bây giờ lại vòng về đến Lạng Sơn. Giờ anh em vừa về đến dàn vườn hoa lan Phú Lộc ở thành phố Lạng Sơn, là vườn của mình. Mời cả nhà cùng đón xem không khí của anh em tới nào. Bây giờ mình sẽ nhường máy cho em Thành. Thành ơi, này em cầm máy để anh mời anh em vào nhà. Anh em xong chưa nhỉ anh ơi? Đi anh em ơi. Nha, em chào anh Phú nhá, anh Phú nhá. Với vợ mà không mời các em, anh em ngoài Bắc nhá, không được nhá. Em chào 35 người đang xem ạ. Em chào tất cả mọi người ạ. Em chào anh Năng Hợp Pham ạ. Anh Út ơi, Út chào mọi người này. Anh Út từ miền Nam bay ra đi mấy ngày chắc cũng phê lắm rồi. Có anh là hết hơi à? Dạ vâng, em chào anh Lê Văn Dũng. Chốt được nhiều cây không anh? Không có. Không có cây chốt à? Có người bán, có người không cho bán. Chợ của anh là chợ của Đức Đại Phát này, mang lên tặng. Đi em đây. Đang ở rồi. Giải anh ơi. Dạ, cho anh Hùng ấy á. Anh đưa chị Hùng cái đấy. Dạ vâng, em chào anh Hồ Sĩ Sang ạ. Vâng. Vâng, em chào anh Lương Văn Hà. Hôm nay vườn hoa lan Phú Lộc đón các anh em yêu lan lên vườn chơi ạ. Dạ vâng, em chào anh Trần Phong. Dạ vâng, anh Hùng ơi, các anh vừa mới về từ Lạng Sơn ạ. Dạ vâng, em chào chị Đàm Điệp ạ. Long. Vâng, em chào anh Nông Văn An. Dạ vâng,
Cho đầy lên đi anh, cho đầy đi. Nóng mà, nóng lắm. Dạ vâng, em cảm ơn Phạm Quốc Cường ạ. Thức bắt chưa Hà ơi? Thức chưa? Mà cảm ơn Lương Thầy anh. Cháu ơi, chú. Cháu đang bận rồi. Đang bận rồi. Chú gọi Huyền ăn nội cháu. Đang bận ở trên này. Chú gọi con Huyền ăn đi, cháu đang bận. Em cho ăn hồi cháu lau ạ. Ừ đúng rồi nên ơi. Hôm nay xếp lên Cao Bằng bạn ạ. Mà về rồi. Xếp lên từ hôm qua rồi. Cái này mới là cái đấy, nắp nó lại này. Đang bắt. Đi đi đi. Gì? Không biết, đi ra. Bút này à? Thôi không bạn ơi, tôi ở nhà. Đen được không? Đen. Em đây chị. Vâng. Vâng vâng. Hai bông hoa. Một bông hoa. Dạ vâng, em chào anh Nguyễn Hải thật ạ. Đây, nhân giống ở bên này. Đây là nhân giống này. Trước cái lúc đấy lửa hoa cho có người trả 40 mấy tỷ? 50 ạ.
giả 50 tỷ, giả trước là 45 tỷ, xong rồi hôm sau là giả thêm 50 tỷ. Dạ vâng, em chào anh Hương Nguyễn ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, em chào anh Tên Vũ nhá. Dạ vâng. Em chào anh Hương, Hương Nguyễn ạ. Bông mới. Đây nở lần 2 chứ ạ. Muốn ra nở 4 bông. Bông là còn chưa. Cuối cùng lần trước tôi ngủ bông như này. Đà bông mới. Dạ vâng, em chào anh Hồ Sĩ Sa, em cảm ơn anh ạ. Là xòe ạ. Xòe xanh. Thế là xòe xanh nhá, anh hiểu hẳn nhá. Em đã tâm. Đi mệt không anh? Mệt nhưng mà vui em ạ. Vâng. Vâng, em cảm ơn anh Hương Nguyễn ạ. Em chào anh Thiết Vũ ạ. Em chào tất cả mọi người đang xem live stream ạ. Em chúc mọi người đang xem live stream có một buổi chiều thật là vui vẻ ạ. Hello Phú Thọ để bên kia này. Vâng. Dạ vâng ạ, vừa bên kia này. Vâng. Rất là đông vui mọi người. Có gì hả? Dạ vâng. Vâng. Vâng.
Đây là giấy xòe săn nha mọi người nhé. Vâng. Anh cầm em. Anh cầm em. Em chào anh Thảo nhé, anh Thảo ơi. Dạ vâng, xòe đẹp, ăn Hường Nguyễn ạ. Dạ em ở nhà anh Thảo ạ. Em còn ở nhà chăm cây với cả trong vườn ạ. Dạ em phải trông vườn anh Thảo ạ. Có bật máy lên không anh? Bật tạo ẩm lên không anh? Thi thoảng ở đây lúc nào chẳng có 24-24. Thực ra là mọi người phải biết hơn là thế nào. Thứ nhất, anh là một nhà vườn rất là nổi tiếng với cái vườn tây muôn rất là nổi tiếng nhé, tức là 201. Có thể phong cách dân chơi thì trong thành em cao hai vườn con anh mạnh lắm rồi. Giá trị bài học khác nhau, người mua thì người ta nhận được những bài học về giá trị kinh tế, về giá trị đồng tiền, và có những người nhận được về giá trị về có thể là bất động sản, hay là mọi người yên tâm mình có rất nhiều những vấn đề gì cả. Còn là chỉ còn phấn đấu được, mọi người hãy cố gắng lên mọi người nhá. Thank you.
năm đấy. Anh xấu hổ. À. Hai bà. Vâng, nở hai bông ngắt rồi ạ. Bật tuyết ạ. Đấy bật tuyết đây. À, em chào anh Vinh Phạm ạ. Đây là tác phẩm Ki. Chào bà Tuyết mọi người ạ. Em chào anh Nguyễn Quang Định. Anh Nguyễn Quang Định ơi. Cây của anh là nở ạ. Em đi Pháp lên đây. Dạ vâng, em cảm ơn anh Vinh Phạm ạ. Và em gái nuôi của chị Trang. Con Mai Hương là chị gái nuôi của Nhân Lê. Anh Văn Mai Hương là em gái nuôi của Nhân, mình nhầm. Em gì nhỉ? Em gì nhỉ? Mình nhầm. Đã... tác phẩm Phú Thọ. Vâng. Chào anh Vương nhá. Đây mọi người, gặp tác phẩm Phú Thọ đi ạ. Đây anh, có những tác phẩm đẹp. Đây anh ấy thì em bấm chiên. Vườn mình thì có gần 60 tác phẩm như hoa nở hết rồi. Và đang đi vâng, em chào anh Nguyễn Hải thật. Em cảm ơn anh nhé. Đây idol nhá. Đây là một em, một người em rất tâm huyết vườn Nam Anh Hà Cà Chuông. Em có thể tự giới thiệu về bản thân mình để cho tất cả anh chị em không biết về em được không? Dạ, em là Trần Hiếu Thành ạ. Em là nhân viên ở vườn hoa Lan Phú Lộc ạ, Lạng Sơn ạ. Em có cảm xúc gì khi hôm nay được rất nhiều anh chị em các tỉnh thành về tham quan nhà vườn, và đặc biệt là đến các tỉnh Lạng Sơn, em có thể giới thiệu một chút về nhà vườn và quê hương em được không? Dạ vâng, em hôm nay là ngày rất là vui, và em rất là vui khi các anh đã lên Lạng Sơn em để tham quan ạ. Anh thấy cây trạm vườn trông rất là đẹp. Dạ vâng. Thank you.
anh cho em hỏi câu hỏi thay mặt những người đang đầu tư. Làm gì có mà nhập. Nhập còn nhỏ. Có đồng ra một em đi vừa. Anh có những thứ gì để thị trường này cá nhân anh thôi, chứ không thể là mình đái thị trường được. Nếu mà một cái niềm tin gì cho thị trường sắp tới của chúng ta. Cá nhân anh thì trên cái livestream nào hầu như anh nói là anh xác định làm lan là làm cả đời, không phải làm ngày một ngày hai, hay làm cả đời. Em chào anh Tần Nguyễn. Không bao giờ bỏ lan. Các anh cũng đã từng làm các ngành nghề khác và rất là khổ, rất là vất vả. Không có ngành nghề nào dễ bằng làm lan cả. Mà đây là ngành nghề yêu thích. Đó là một người nông dân, ngành nông nghiệp đô thị. Đó là một ngành nông nghiệp, cho nên là làm cái này nó rất là lành. Rồi cây trồng quá. Nông dân mà. Đấy là của nhà. Đã từng đi trước, anh qua rất nhiều người, không hề nào bằng người ta. Chính bản thân anh cũng cảm thấy cho dù ra giá nào cho người ta cũng làm cảm thấy rất là vui. Anh nhân ra như thế này, có nghĩa là anh vẫn cảm thấy thiếu, vẫn hơn các ngành nghề khác, luôn luôn cảm thấy thiếu để thâm nhập không giống. Luôn luôn cảm thấy thiếu và luôn luôn mở miệng. Muốn giữ cây cũng bây giờ là anh đến các em nghe được nói là mấy hôm vừa rồi bọn anh đi các nhà vườn đều rất mong muốn được các nhà chủ vườn để chia sẻ giống. Hôm nay là đến vườn anh thì anh có thể chia sẻ một vài giống là rất là để cho anh em được cơ hội sưu tầm đúng không? Dí à. Một cái đi một cái vườn rất bình thường. Anh cầm cây anh xách xuống thả dưới lơi rồi. Mọi người rất là quay em phát để em chia sẻ. Đến mặt này xin phép tôi trả lời. Xách cây mang phát lên trên xe luôn, không phải suy nghĩ gì. Xuống nơi mà thôi em có thể là giao lưu với các anh vài khi thôi, nhưng mà cây thì anh không cản, em phải xách lên em nuôi tiếp. Không các anh ăn hết của em. Quan nhất bây giờ nhá là bạn Hà đang có lô kỳ bạch tuyết kia ra lò để anh em nhập thế thôi. Đây hôm nay anh Tâm là một đại gia ngầm mọi người nhá. Đại gia ngầm nhá. Đi nhà cà chua em đi em nhá. Chúng anh bây giờ một người rồi nhá. Rất nhiều, tức là một trong người rất là tâm huyết. Trong đầu anh Trần Thế Thành ạ. Khi em được nghe, được biết anh chị từ trước đây rất là muộn. Thì ra em thấy thất bổ lắm, sức khỏe lắm. Bây giờ chúng ta về trân trọng bảo vệ những người nhiệt huyết như bóng vật của quốc gia rồi, bóng vật của ngành rồi. Đấy, em đề nghị em thay mặt hơn 1 triệu người đang sưu tầm như Hoa Lan trên toàn quốc đến với anh, có thể là ngủ trước 12 giờ và dậy trước 7 giờ để đảm bảo sức khỏe chúng ta bị chậm cùng dài. Ngành nghề chúng ta là không thể lãng sổi. Cũng vườn em đấy thôi, vườn em nhỏ nhỏ thôi, những 15 năm làm công vườn mới. Rất tâm huyết, anh trai rất tâm huyết, mọi người tâm huyết. Thế ra mong anh bảo vệ sức khỏe, lên sức khỏe mình để cho chúng ta kiểu những người đi đầu đi trong luôn luôn nhiệt huyết, tức là khi chúng ta live stream chúng ta đã dặn lời rồi. Bây giờ chúng anh mệt mỏi đúng không anh? Sức khỏe tốt anh không buồn, thì rất là khó. Đấy, đề nghị anh nhá, anh hãy chua nhá. Sao em lại gọi video cho mỗi vợ em cứ phỏng vấn anh ý nhỉ? Đây nha, đang nha. Anh nói đi đi. Anh là một người là cần phải bảo tồn và nhân giống thêm, hiểu không? Để ý đến sức khỏe nhiều hơn. Như sáng nay đã đăng một cái xe tác tốt là mỗi ngày thay đổi 1%. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay thì mình sẽ ngủ sớm hơn và dậy sớm hơn. Tức là bình thường 12 giờ đi tức là sáng dậy sớm hơn, ngủ sớm hơn là nghỉ 1 giờ. Nói chung là có thích mua rồi. Sáng nay xong rồi, sáng nay em tôi chủ rồi. Vừa mua được hai mảnh đất bên cạnh. Đấy, mua mấy mảnh bên cạnh này là mấy hôm nữa cũng tiếp tục xây dựng thêm một cái làn lan nữa bên cái này thì nó cũng được khoảng 400 mét, có thêm đến cả đi có bao nhiêu đất là anh ta làm cái làn lan, không có bao đất mình cũng xây cũng làm làn lan hết. Kèm ta đứng đây không? Bỏ làm tất cả những anh em tham gia vì một thị trường chung. Chánh Minh Nguyễn mà chúng ta làm đam mê mà kinh tế cho những tính toán nỗ sức của mình. Còn anh chị em nào mà không cùng chí hướng thì chúng ta nói gì đó em không quan trọng. Chúng ta tự bảo vệ nhau, bảo vệ cái đúng, bảo vệ cái nghề chúng ta, bảo vệ miếng cơm.
Ở đây ăn mùi ấy. Ở đây là ấy. À, đúng rồi. Phỏng vấn. Anh chưa tới nơi, vào đây em phỏng vấn tí nào. Không phải em. Thì thôi em đại diện phỏng vấn anh Trần Quốc Thành. Anh Thành ơi. Đây, em đang phỏng vấn tôi. Anh đi ra đây. Anh ngồi thẳng lên. Anh lấy cái nhíp. Tiếp theo chương trình thì em xin bác phỏng vấn anh Trần Quốc Thành. Giới thiệu cho mọi người biết là anh Trần Đức Thành là một doanh nhân bên mảng sinh số và đồng hồ. Trước khi vào Lan Va thì thực ra là cuộc sống ung dung lắm mọi người ạ. Ngày nhẹ nhàng kiếm là 700 triệu. Có khả năng và cũng rất nhiều tiền, như giấc mơ ngôi đền ngàn tỷ vạn tỷ Việt Nam anh đã hy sinh và cả rất mạo hiểm. Đến thời điểm này thì nói là anh Thành là một trong những may mắn, là một trong những nhà vừa ra ngoài hơn. Anh ơi, anh lấy chung nữa đây nè em. Em chào anh Thành Phát Hỏa. Đầu tư được ăn thua chịu, nhưng mà em sẽ điều gì cả. Một điều làm cho em phải đặt ra rất là nhiều.
Vui bạn Cường ạ. Mà vui, chào Quang, chào Quang Ngọc nhá. Mọi người cho em xin một nút like và một nút chia sẻ ạ. Như anh có một câu nói rất là hay, ví dụ như sao gia đình chúng ta, ví dụ trong gia đình chúng ta mà vợ chồng không đoàn kết thì bạn bè hàng xóm họ muốn sang nhà uống nước hay ăn cơm làm sao đúng không? Như thị trường chúng ta thôi, các nhà vườn anh em bạn bè mà không đoàn kết với nhau, chúng ta cứ phân chia bóc phốt nhau ra thì tự nhiên là người nhà đầu tư bên ngoài muốn các đầu tư vào họ sợ đúng không anh? Thì anh cho em một vài ý kiến về vấn đề này. Thực ra là cảm ơn em đối với bác thì cũng như cái tinh thần của em. Anh nghĩ thì anh tự túc theo cái góc nhìn của anh là may mắn là đi đến Hoa Lan này cũng được tạo thành nạp nhé. Anh em theo một like và như để biết tin các trang của nó hôm nay quy tụ đầy đủ các anh em nó là một chơi cao nhất Hoa Lan lớn nhất nhỏ các loại hoa đang ở trên giàn, đang trên nhà Hà đây, đang về quê dỗ ông đông, đang đông lắm, phải chi tiết đông. Nếu mà tiền vững thì chỉ cần đóng một cây rồi đời giả đến chơi. Hôm qua xuống chơi lấy máy của vợ điện bán thuốc không xuống đến nơi, nên vợ bảo em về quê. Ba gọi tối qua đây tưởng là ở nhà nhưng không phải, là về bảo một xíu em về quê rồi. Đẹp mà bạn cũng chưa rồi. Đúng rồi, hôm qua lấy máy này chưa trả sau nên là quên chưa trả sau nên là lấy máy của vợ gọi anh. Ok, rồi ok. Được, cái gì chứ tiếp khách được mà. Nước nuôi là được. Nha, rồi, mai lên hả? Rồi, ok. Một kia cũng ok rồi đấy. Bỏ cái này đi xem sao cho mình. Hôm nay nó cạn cạn là vừa. Tẩy chay những cái thị phi, tẩy chay những cái tiêu cực, sân si, những cái xấu chúng ta nên tẩy chay để mà đoàn kết hơn. Tầm này là tầm anh em sẽ cầm được các loại giống. Chúng ta anh em nào mà hiểu giống gì thì mình lên lên sưu tầm nhanh còn kịp, không đến lúc nó đắt là mình đôi khi nhiều người không có cơ hội để sưu tầm. Cú bắp lên nào lên, biết nào lên kia thì như không ai ngoài là không sợ. Và cái điều mà anh cũng rất mong muốn là tất cả mọi người nhìn chung là anh em thì thực sự là giúp nhau và sẵn sàng nếu mà sai đúng thì gọi điện cho nhau, nhắc nhở nhau. Tức là mình không nên là đúng rồi, anh cũng là
cũng mong muốn tất cả mọi người đều phải. Theo em thì việc cá nhân thì mọi người tự giải quyết, nhưng mà không giải quyết chúng ta nhờ những người có uy tín. Này, toàn vừa sắp hết. Chúng ta đưa lên Facebook và nhiều người họ không hiểu gì, họ cũng đổ thêm dầu vào lửa đấy, đúng không? Tự nhiên vấn đề nhỏ thì to thì to đùng ra. Chạy tàu. Chạy tàu viên đỗ mua xuống. Chạy tàu. Nhiều thêm nhiệt huyết. Góp số 1 Việt Nam đấy. Nên ơi, tôi hỏi lại một câu không? Tại sao mà bạn đang ngoài khơi mà lúc vào đây nhìn thấy mặt bạn thì thấy bạn cười để được nào mà sao bạn lúc vào tươi cười như vâng, biết. Ôi, xem. Mình rơi cái bảng. Anh Bá Đình, anh Bá Đình ơi, cho em hỏi như anh Bá Đình là một nhà vườn, anh chơi đan được bao lâu rồi anh? Chặt ở nhà thì cũng mới vào chơi từ đầu năm 2020. Nhưng nghe nói là anh ngoài khơi luôn. Anh nhà vẫn còn bây giờ ở vào xa lắm. Thì anh có lo sợ điều gì không? Đặt rất nhiều niềm tin vào ngành nghề chúng ta. Lúc nào cũng vẫn là vững tin vào ngành nghề lan và không có sợ một cái gì cả. Thì giờ là đi thêm đường dài chút nữa, chứ còn chả đã yêu nghề rồi, không bao giờ sợ một cái gì về lan và. Anh Bá Đình là một trong nhà vườn mà nuôi cây rất đẹp ở Lạng Sơn mọi người nhá. Thì anh chị em nào ở tỉnh Lạng Sơn mà chưa có kiến thức và nuôi trồng hoặc là tỉnh ven tận Lạng Sơn mà muốn có thêm nhiều thông tin kiến thức thì có thể tìm anh đến anh Hà Cà Chua của anh Bá Đình nhá. Những người rất là tâm huyết. Em chúc anh gặt hái được nhiều thành công anh nhá. Dạ anh, chào anh. Đây là bố của anh Hà Cà Chua đây ạ. Dạ. Mọi người thì rất giống nhau. Bác thấy cây lan đẹp không bác? Lan đẹp lắm. Dạ. Vâng, bác thì anh Hà cái chỗ đầu tư này bác có lo sợ điều gì không ạ? Chúc chắc này. Nói chung là con thay mặt tất cả anh chị em yêu Alan chúc bác thật nhiều sức khỏe gia đình nhà mình luôn luôn đoàn kết hạnh phúc bác nhá. Dạ, bác ạ. Thôi mọi người em xin kết thúc livestream tại đây nhá. MC nhiều quá rồi. Rồi chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Bữa anh em để xem anh Hà Cà Chua bán cái gì không ạ? Tí nói lại để cho Hà à. Kết thúc live nha, để xả máy một tí.
chất. Tổng như mình để trên 70. Dạ, được rồi. Xin chào cả nhà. Xin phép xuống live để đưa anh em sang bên vườn chỗ anh Trung Bùi để cho anh em cắm cây. Cả nhà cũng chưa vui vẻ.